Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc máy cân bằng laser. Đây là chiếc máy cân bằng laser có 5 tia. Và đây là thông số kỹ thuật của chiếc máy cân bằng laser này. Trong gói sản phẩm chúng ta có đi kèm một cái hộp bằng nhựa để bảo quản tốt hơn cho cái máy cân bằng của chúng ta. Các bạn mở cái hộp này ra. Đây là hướng dẫn sử dụng. Cái này là để các bạn gì ạ? Sạc pin. Và đây là chiếc máy cân bằng 5 tia. Đi kèm là có một viên pin thay thế. Đây là pin sạc được. Với phần cấu tạo chúng ta thấy có cái phần chân của cái máy cân bằng này để các bạn gắn vào cái đế, cái chân cao. Và đây là các chân ngắn, các bạn có thể đặt trên đây. Và dưới này các bạn thấy xoay được là có một cái thước ở đây 360 độ. Đây là viên pin. Chúng ta được tặng kèm một viên pin nữa, là hai viên. Và đây là chúng ta sẽ nhìn tia laser sẽ bắn qua từ đây. Chúng ta có 5 tia. 1, 2, 3, 4, 5. Và trên này là các nút điều khiển. Đây có cái đánh thăng bằng. Và đây là nút công tắc tắt mở. Ngoài ra nó có một cái laser hướng từ đây xuống thì các bạn dọi. Để bật công tắc nguồn thì các bạn xoáy này lên. Và chúng ta thấy là nó kêu vì là khi các bạn để nghiêng nó sẽ kêu. Còn khi chúng ta để cân thì nó sẽ không kêu nữa. Thì các bạn đánh thăng bằng. Đấy, đây là chỉnh thăng bằng. Để dùng thử chiếc máy cân bằng laser này thì tôi đặt trên một cái chân máy. Máy này cũng đã tích hợp một cái tia laser hướng xuống dưới là cái để các bạn dọi làm sao cho cái máy nó cân bằng và chúng ta sẵn sàng sử dụng. Công tắc nguồn là gì ạ? Xoáy ở đây là tắt mở này. Các bạn xoáy ở đây là tắt mở. Tắt. Mở. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Thử dùng cái máy này. Thì trên cái phần điều khiển chúng ta sẽ có 3 nút. Nút V là để tắt mở các tia nằm thẳng đứng. Còn nút H là các tia nằm ngang. Và nút Out này là chế độ ngoài trời hay trong nhà. Đầu tiên tôi sẽ bật cái tia nằm ngang lên. Các bạn bấm nút H. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái tia nằm ngang này ạ. Cái tia laser này màu xanh nằm ngang. Đây là máy 5 tia. Tiếp theo tôi sẽ bật tia đứng. Bấm cái thứ nhất thì các bạn thấy nó xuất hiện một cái tia thẳng đứng. Đây là tia thứ hai đúng không ạ? Bấm cái nữa thì nó thêm một cái tia bên cạnh. Đây các bạn nhìn ạ. Đây cái tia bên cạnh này. Có một tia thẳng đứng. Và cái tia này các bạn thấy chạy trên cả trần nhà luôn ạ. Vậy là chúng ta đã bật được 3 tia. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm tiếp nút V để bật 2 tia cuối cùng. Các bạn sẽ thấy cái đèn này và đèn bên trái này sáng. Tức là sẽ có tia đứng ở bên cạnh trái. Và tia đứng ở phía sau. Đây. Và chúng ta quan sát đấy là gì ạ? Có 5 tia. Tia nằm ngang này. Tia đứng đằng trước này. Tia đứng bên gì ạ? Bên phải. Tia đứng phía sau. Và tia đứng bên trái. Các bạn có thể tắt mở tia này. Đây, chúng ta bấm đây. Để tắt tia nằm ngang. Còn đây là tắt mở tia đứng. Thế đây là máy cân bằng laser 5 tia. Một thiết bị rất là hữu dụng để các bạn có thể căn khi lắp ráp hay là các đồ vật hoặc là trong quá trình xây dựng. Rất là tiện dụng. Sau khi sử dụng xong thì các bạn sẽ vặn nút tắt máy. Thì rất là hay khi tắt máy thì các cái tia laser cân bằng này nó sẽ được thu xuống để các bạn không bị dao động khi các bạn vận chuyển. Và muốn bật lên các bạn lại xoay. Nó sẽ mất thời gian để các bạn cân bằng.
Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy cân bằng laser 5 tia, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.